Xin chào các bạn, Trầm quay trở lại với kênh YouTube của VR Review. Hiện tại thì ở trên bàn của mình đã có hộp của một sản phẩm, nó sẽ được giới thiệu ra vào ngày 12 tháng 11 tới đây. Đây là chiếc Realme C15, một cái sản phẩm sẽ được định giá ở phân khúc giá rẻ của điện thoại chính hãng Việt Nam. Và cái mức giá ở thời điểm hiện tại thì vẫn chưa thực sự chính xác đâu. Mình có tham khảo qua ở một số cửa hàng thì họ có niêm yết giá là 4,2 triệu. Và khi mà trừ phí mua hàng đi thì nó sẽ còn rơi vào khoảng là 4 triệu. Vậy hãy cùng xem rằng chiếc điện thoại này nó sẽ có gì với cái phân khúc giá đó nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng khám phá xem ở bên trong hộp của cái sản phẩm này thì nó sẽ có những cái phụ kiện gì. Thực ra là nhìn qua hộp, các bạn có thể thấy rằng là chúng ta sẽ có một cái form hộp hết sức là quen thuộc đến từ những cái sản phẩm của nhà Realme. Vẫn là một cái tông hộp màu vàng với phông chữ và màu chữ là như vậy. Ở phía mặt sau thì chúng ta sẽ có một số những thông tin liên quan đến cái sản phẩm Realme C15 này, bao gồm là pin này, chip và camera. Đó, những cái đó thì mình sẽ nói sau ở trong phần sau của video. Bây giờ thì sẽ mở hộp cái sản phẩm này ra đã. Một cái điểm mình thấy khá là ấn tượng đó là cái hộp của chiếc điện thoại này ấy, thì nó tương đối là to và dày. Tuy nhiên ở bên trong thì những cái mà phụ kiện đi kèm ấy, thì nó vẫn là như vậy thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái hộp đựng sách hướng dẫn sử dụng. Bên trong này thì sẽ đi kèm đó là que chọc SIM và một cái ốp lưng. Vẫn là một cái ốp dạng silicone và nó sẽ có cái màu hơi ám đen một chút. Tiếp theo ở phía bên dưới thì chúng ta sẽ có một củ sạc rất là to, rất là lớn ở đây. Củ sạc này thì nó sẽ hỗ trợ cái nguồn ra lớn nhất đạt được ở mức đó là 18W. Cũng tương đối là nhanh và cũng thực sự là cần thiết ở trên chiếc Realme C15 này. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ có một cái sợi cáp. Cáp này thì là cáp micro USB mà thôi. Tức là cái sản phẩm này thì nó sẽ chưa có cổng USB-C. Đó, hết rồi. Và rồi, trên tay mình đây đang là chiếc Realme C15. Cái chiếc máy mà mình đang cầm ở đây thì nó là màu xanh hải dương. Một cái tên nghe rất là hay. Bản thân cái mặt lưng này thì Realme họ cũng làm cho chúng ta những cái vân dạng 3D. Nó sần sần lên. Đây, mình sẽ cọ vào cái mặt lưng này. Nó sẽ phát ra những cái tiếng kêu như thế này. Đó, mình cực kỳ thích cái kiểu mặt lưng này bởi vì với cái mặt lưng như thế này ấy, thì nó sẽ giúp cho mồ hôi và dấu vân tay khó bám lại lên ở trên cái mặt lưng này và nó sẽ dễ dàng vệ sinh hơn. Thay vì là dùng vải mịn như ở trên những cái mặt lưng nhựa bóng ấy, thì chúng ta sẽ chỉ cần dùng một miếng vải bình thường thôi cũng được thì đã có thể lau sạch được những cái mồ hôi và dấu vân tay bám lại trên mặt lưng này rồi. Mình cảm thấy rất là thích. Ở phía trên này thì chúng ta sẽ có bộ tứ ống kính. Nếu như các bạn nhớ thì ở cái sản phẩm thuộc phân khúc dưới của nó là chiếc Realme C12 ấy, thì ở trong cái khung 4 ống kính này thì một vị trí ống kính nó sẽ là cái đèn flash. Nhưng mà bây giờ cái đèn flash nó đã được đưa xuống phía dưới của cụm camera này rồi và thay thế vào đó là một ống kính camera khác. Và chiếc máy này nó sẽ có tổng cộng là 4 camera sau. Về chức năng tí nữa thì mình sẽ nói kỹ hơn. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ có thêm một cái cảm biến vân tay dạng một chạm và nó để ở một vị trí cũng khá là hợp lý. Phía phần giữa đây thì nó sẽ không xanh hoàn toàn mà nó sẽ có một cái kiểu dạng như là layer màu ấy. Đây, ở cái phần giữa này thì nó sẽ là một cái sắc độ xanh khác. Nhìn nó sẽ tạo nên điểm nhấn cho cái phần mặt lưng của chiếc điện thoại này. Ở phía dưới thì vẫn là logo của Realme, rất là quen thuộc rồi. Quay ra phía mặt trước thì ở đây chúng ta sẽ có một cái màn hình dạng giọt nước ở đây. Giọt nước này thì nó sẽ là khía chữ V, nhìn nó là thanh thoát hơn so với cả cái khía kiểu dạng như là chữ U. Các phần cạnh viền thì cũng được làm tương đối là mỏng rồi. Tuy nhiên phần cạnh dưới thì chúng ta vẫn sẽ có một cái phần nó khá là dày ở đây. Về màn hình thì chiếc điện thoại này sẽ sở hữu một cái màn hình kích thước là 6.5 inch. Độ phân giải đạt được ở mức đó là HD Plus. Nghe qua HD Plus thì các bạn cũng có thể đoán được cái chất lượng hiển thị của nó sẽ là như thế nào rồi, đúng không nào? Nếu như nói về nhu cầu giải trí, xem phim hay là chơi game ấy, thì mình cảm thấy là tương đối bình thường thôi. Nó vẫn đáp ứng được ổn nhưng mà sẽ không quá tượng vì cái độ phân giải HD Plus nó sẽ giới hạn lại cái trải nghiệm mà chiếc máy này đem lại đến cho người dùng. Ngoài ra còn một yếu tố nữa đó là về độ sáng thì mình cảm thấy rằng là bản thân độ sáng của chiếc màn hình này nó là không quá cao đâu. Mình ở đây đã bật max độ sáng rồi nhưng mà khi mà mình đem ra ngoài trời để trải nghiệm ấy thì nếu như mà ở cái cường độ ánh sáng bình thường thì máy vẫn có thể đáp ứng được. Nhưng mà nếu như ở một cái điều kiện mà nắng nó chỉ cần hơi gắt lên một tí thôi thì nó sẽ bị hiện tượng là phản bóng lại, nhìn thì sẽ khá là khó chịu. Về các phím bấm thì ở đây chúng ta sẽ có nút nguồn được đặt ở phía cạnh phải và ở trên đó nó sẽ là nút volume và âm lượng. Ở phía bên tay trái của chúng ta thì sẽ có một cái khe đựng SIM và cái khe SIM này thì nó sẽ hỗ trợ đồng thời cho chúng ta là hai SIM một thẻ nhớ, rất là tiện. Ở phía cạnh trên thì sẽ hoàn toàn là không có bất cứ một cái phím bấm hay là cổng kết nối nào cả. Và ở phía cạnh dưới thì sẽ là nơi đặt rất nhiều đây. Chúng ta đầu tiên sẽ có là một cổng micro USB. Hơi bị đáng tiếc một chút khi mà nó chưa được trang bị cổng USB-C. Bên phía phải của nó thì sẽ là giải loa chính của máy. Và bên phía trái thì chúng ta sẽ có một cái cổng mic và một cổng dẫn cắm tai nghe 3.5. Về bốn ống kính ở phía mặt lưng thì ống kính chính sẽ có độ phân giải lớn nhất là 13 megapixel. Ba ống kính còn lại thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta các tính năng từ chụp macro này, chụp xóa phông, góc rộng và một cảm biến đo chiều sâu. Nhìn chung thì với một chiếc camera phone mà thuộc phân khúc giá rẻ thì mình cũng không có kỳ vọng quá nhiều, nhưng mà mình sẽ để một số bức ảnh ở đây mình đã chụp từ cái cụm camera Realme C15 để cho các bạn có thể nhận định sơ bộ về cái chất lượng từ cụm camera này. Về cấu hình được trang bị thì mình có thấy ở cái bản quốc tế của nó
hình như là được giới thiệu ở Indo thì phải, thì nó sẽ được trang bị một vi xử lý đến từ MediaTek, đó là Helio G35. Tuy nhiên với chiếc máy mà mình đang có ở đây thì chúng ta sẽ có phiên bản đó là chip Qualcomm Snapdragon, và cái vi xử lý được trang bị ở trên thiết bị này nó sẽ là con chip Snapdragon 460. Đây là con chip mà nâng cấp cho Snap 450, và Qualcomm cũng có quảng cáo là nó có hiệu năng mạnh hơn tầm 50-70% so với cả cái con chip đó. Thì bản thân mình ở đây cũng chưa được trải nghiệm quá nhiều, nhưng mà mình đã test thử cái điểm AnTuTu ở trên cái chiếc máy này thì nó cho ra một cái kết quả đó là 140.000 điểm. Trong đó thì CPU sẽ rơi khoảng là 57.000 và GPU sẽ ở mức đó là khoảng 22.000. Đó là một cái điểm số cũng là tương đối ổn với một chiếc điện thoại thuộc phân khúc giá rẻ. Và ở đây mình cũng có chấm thêm cả cái phần mềm Geekbench nữa. Phần mềm Geekbench là một cái phần mềm chấm điểm đơn nhân và đa nhân ở trên những chiếc điện thoại khá là hiệu quả, và nó cũng có cái độ chính xác tương đối là cao. Ở đây thì có điểm đơn nhân là 252 và điểm đa nhân là 1.163 điểm. Nhìn chung thì với một con chip như vậy thì mình thấy là điểm số nó cũng không thực sự là quá ấn tượng, nhưng mà nó cũng không phải là ở mức thấp. Và trong thời gian tới thì bọn mình sẽ làm thêm những cái bài test liên quan đến hiệu năng của chiếc điện thoại này, để xem là cái con chip Snapdragon 460, một con chip tương đối mới ở trên smartphone, thì nó sẽ thể hiện ra sao. Đi kèm với chiếc điện thoại này thì nó sẽ là RAM 4GB với bộ nhớ trong là 64GB. Thực ra ở trong phân khúc điện thoại tầm 4 triệu thì cũng khó để mà đòi hỏi một cái mức RAM cũng như là mức bộ nhớ nó cao hơn, đúng không nào? Đó là một cái mức RAM và ROM khá là phổ thông ở trên chiếc điện thoại tầm giá này rồi. Và nói chung là mình cũng không có nhận định gì thêm. Bản thân mình thì cảm thấy rằng là với một cái chiếc điện thoại mà chạy ở Redmi UI mà nó gần như là giống với cả Android gốc như thế này ấy, thì cái khả năng đa nhiệm thì nó cũng sẽ được đảm bảo với mức là 4GB RAM. Một điểm nhấn ở trên chiếc điện thoại này đó là nó sẽ được trang bị một cái cục pin rất lớn lên đến là 6.000 mAh. Đây là một cái mức dung lượng pin mà thực sự nếu như mà kết hợp với cả những cái thông số ở trên chiếc điện thoại này, như là có chip Snapdragon 460 là một con chip rất là tiết kiệm điện luôn. Cái màn hình thì nó cũng chỉ là màn hình HD Plus thôi, ăn pin rất là ít. Vậy nên chiếc điện thoại này hứa hẹn sẽ cho một cái thời gian on screen rất là ấn tượng. Mình nghĩ rằng là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng chiếc điện thoại này trong khoảng từ 1 đến 2 ngày mà không cần phải sạc. Và cũng rất may là Redmi C15 cũng được trang bị một củ sạc 18W. Chứ nếu mà trang bị củ sạc 10W hay là 5W thì cái thời gian sạc nó sẽ phải kéo dài ra rất là nhiều. Đó, thì bản thân mình cảm thấy rằng đây là một cái chiếc điện thoại mà nó sẽ phù hợp với người nào mà cần một chiếc điện thoại có thời gian sử dụng pin trâu này, có một thương hiệu tốt để có thể tin tưởng vào, và một thiết kế thì nhìn nó cũng là ổn, có thể chấp nhận được. Nhưng mà mình cảm thấy là nó hơi dày ấy, cầm trên tay nhiều ấy, thì sẽ cảm thấy là hơi bị nặng và đầm. Đó là một số những cái trải nghiệm sơ bộ của mình về chiếc Redmi C15. Chiếc smartphone được định giá ra ở trong phân khúc tầm 4 triệu và nó sẽ được ra mắt vào ngày 12 tháng 11 tới đây. Không biết là các bạn cảm thấy sao về cái chiếc điện thoại này, và với tầm giá đó thì các bạn có lựa chọn chiếc máy này hay không, hay là sẽ chọn đến một cái sản phẩm khác, thì xin mời để lại ý kiến ở phía dưới phần comment video, chúng ta sẽ cùng bàn luận thêm nhé. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.